Xin chào cả nhà, hôm nay gia đình của Kellen đi ăn tiếp, là ngày thứ hai. Mình đi ăn điểm tâm ở Cali, ăn mấy chỗ rồi nhưng mà thấy chỗ này ngon hơn là mấy chỗ khác. Lunay Shop nó có vài chỗ, còn cái chỗ mà Seafood Cove cũng ăn cũng được, nhưng mà thấy cái chỗ này ăn ngon hơn. Mời ông bà cô chú xem video nha. Thì tí xíu sẽ quay phim cho ông bà cô chú xem. Bye bye. Gia đình mình hay đi ăn điểm tâm mà thấy cái chỗ này ăn ngon nè, gọi là Lunay Shop ở Cerritos. Đây bây giờ gần tới mở cửa mà người ta đã vô trước rồi nè. Người ta mở 11 giờ sáng mà bây giờ người ta vô trước, người ta reserve. Mình đi vô trước để mình kiếm chỗ chứ không lát là đông lắm. Mình đi vào nha. Rồi, một em. Wait. Đợi. Đợi đấy đi con. Đây là xung quanh cái chỗ này. Chỗ nhà hàng này, nhìn đẹp không? Đi lại đây. Cái chỗ này đẹp cho nên mình lại mình quay phim cho ông bà cô chú xem. Đó, hoa đẹp quá chừng. Đẹp chưa, cây nè, nó nở. Đây, xin nó quay sơ sơ lại ở phía ngoài đây. Bây giờ ở bên Cali thì hiện tại cũng rất là mát, không có lạnh bao nhiêu hết. Cho nên mình đang chờ đợi ở ngoài để cho khi người ta mở cửa vô là mình sẽ đi vào vô mình ăn cho nó ngon miệng. Sáng sớm rồi ở trong này ăn rất là ngon đó. Hôm bữa khi lên đi có một lần rồi thì hôm nay gia đình của mình đi tới ăn thêm một lần nữa. Tí xíu sẽ quay cho ông bà cô chú xem. Ở đây họ có mấy cái cây cây kiểng cũng đẹp nè, cây thông á. Người ta chờ đợi nãy giờ. Đợi đi con. Trong thời gian chờ đợi đây, nhiều người họ tới họ chờ đợi. Bái chào đây. Có cái gì ở đâu hả? Sô đâu. Cái này tiền không á. Cái này mà rớt cái bạc là xong luôn. Con muốn trên lót xa lắm, bắt con chạy nó chạy xuống trên lót thì phải ngon, rồi phải xa ở đây giữa đường. Á chà. Chị em
người tới đây á là mình phải order từ menu nha, chứ họ không có đẩy xe vòng vòng để mình order. Cho nên gia đình mình ít người đi trên order ít, lần này ăn thử vài món thì rất là ngon. Mọi người ăn thử đi, xem thử có ngon không. Nếu mà ngon thì cho Ken một cái like nha. Xin cảm ơn, bye bye.